mua đồ ăn vặt của một thương hiệu nổi tiếng, thanh niên té ngửa khi nhận được thực đơn siêu giảm cân. Theo đó, một thanh niên đã lên mạng đặt đồ ăn vặt của một thương hiệu nổi tiếng làm mưa làm gió trên thị trường tấp tấp, có tên là Ăn Cùng Bà Tuyết. Nhận hàng sau khi được shipper giao đến tận nhà, chàng trai đã vô cùng là hí hửng và tò mò để test món ăn được nhiều người ưa thích. Tuy nhiên khi cầm trên tay lại có cảm giác hình như có điều gì đó sai sai, bằng chứng là nó nhẹ tên và bên trong cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Sau khi dùng điện thoại để quay lại sự việc, thanh niên đã mở ra xem thử thì té ngửa vì bên trong là một thực đơn siêu giảm cân. Ê, cái gì vậy trời? Tuyết nha, không phải ăn cùng bà Tuyến đâu. Chưa bóc, chưa có dấu hiệu của bó sống. Còn hơi nhá. Chưa có dấu hiệu của sống mở nhá. Đây, tôi sẽ mở ra. Đây, đây, cho anh em xem đàng hoàng luôn này. Đây là bộ nguyên si nhá. Bóc không ra hơi nhá. Đấy, bây giờ tôi mở ra cho mọi người xem nhá. Wow, ba tuyết diamond. Ôi trời ơi. Ba tuyết diamond. Bạn không hề nhìn nhầm đâu, bởi vì đó chính xác là thực đơn của món ăn này, bao gồm chỉ không khí và cái vỏ bao bì. Từ Ăn Cùng Bà Tuyết, thanh niên được Nhịn Cùng Bà Tuyết, một menu hợp lý dành cho những người đang muốn giảm cân nhưng sơ hở là muốn đặt đồ ăn online. Mặc dù đã quay cận cảnh logo của thương hiệu đồ ăn này, tuy nhiên không biết thanh niên đã mua đúng hàng thật hay là mua phải hàng giả trên thị trường có cùng tên Ăn Cùng Bà Tuyết. Bởi hiện nay có rất nhiều thương hiệu đồ ăn vặt tương tự được bày bán tràn lan và chất lượng thì vẫn là một dấu hỏi chấm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé.